Một bộ đồ chơi mà khi đặt vừa về tới nhà là tôi hối hận ngay lập tức luôn đó mọi người. Nhiều khi tôi hay than với mọi người á là tôi hay đặt phải mấy cái bộ đồ chơi đau lưng mỏi gối tê tay, nhưng mà cái bộ này nó còn kinh khủng hơn luôn đó mọi người. Không những là đau lưng mỏi gối tê tay mà mình còn phải mất cả 2 ngày trời mới có thể chơi xong cái bộ này. Đây chính là một bộ Lego để có thể sắp xếp ra được một em bé Paris siêu đẹp với một cái màu hồng rất là bánh bèo và có một cái hình trái tim màu đỏ ở giữa ngực. Đây cũng chính là lần đầu tiên mà mình chơi Lego luôn đó mọi người. Nhưng mà không ngờ là mình đã rước ngay một cái em Lego khá là bự để có thể lắp ráp ngay cái lần đầu tiên. Vừa mở cái tờ hướng dẫn ra là tôi muốn té ngửa luôn đó mọi người. Trời đất ơi, cái tờ hướng dẫn nó siêu bự luôn. Đi kèm chính là một cái chiếc búa để có thể gõ mấy cái mảnh Lego vào như thế này nè. Cần phải trải qua 49 bước thì mình mới có thể lắp được hoàn chỉnh em gấu này. Ok la, bắt tay vào làm luôn chứ còn đợi cái gì nữa. Tới cái khúc mà đổ mấy cái mảnh ghép này ra là tôi hoang mang lắm luôn á mọi người. Tại vì tôi không hiểu là vì sao mình có thể lắp ghép những cái mảnh ghép nhỏ như thế này thành một con gấu siêu to. Nói con gấu siêu to là siêu to với gen thôi, chứ thật sự bé gấu này thì với cái size rất là trung bình nha. Đây chính là những cái mảnh ghép đầu tiên để mình có thể tạo ra được một em gấu Bebrick màu hồng với hình trái tim màu đỏ ở giữa rất là xinh đẹp. Lần đầu tiên á mà gen mở cái bộ này ra, mình nghĩ là mình sẽ không có lắp được luôn á mọi người. Mình nghĩ là mình sẽ thất bại trong cái trò chơi này, bởi vì từ nhỏ mình đã không có chơi rồi, cho nên là bây giờ mình lớn rồi á, mình cảm thấy cái đầu óc của mình nó không có còn nhanh nhạy và sáng tạo để chơi trò chơi như ngày còn nhỏ nữa. Nhưng mà khi chơi cái bộ này thì mình mới phát hiện ra là có rất là nhiều những cái bạn lớn tuổi hơn mình hoặc là bằng tuổi mình á, thì mọi người vẫn thường hay chơi cái bộ này rất là nhiều. Nhưng mà được một cái á, là nhìn qua một lượt thì thấy rất là khó, nhưng mà khi mình làm từng bước á, mình cứ làm từng bước một thì mình cảm thấy rất là dễ đó mọi người. Chỉ cần mình quan sát kỹ một tí thôi và tránh để mình lắp ghép sai những cái mảnh Lego thì nó sẽ rất là mất công để lắp ghép lại. Cho nên là mọi người nhớ là làm tới đâu thì mình ghép đúng tới đó luôn nha. Chứ Gen á, là Gen không nghĩ được cái viễn cảnh mà khi mình lắp ghép được nửa con gấu rồi mình phát hiện ra là mình lắp ghép sai, rồi sau đó mở ra lắp ghép lại là nó rất là đau đầu luôn đó mọi người. Cho nên là cứ từ từ thông thả làm từng bước một thôi. Bây giờ là mình đã lắp được một cái bàn chân của cái em gấu Bebrick rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục lắp cái chân cho em nó dài lên nha. Mình khá là thích cái màu sắc của bộ Lego này, bởi vì mình thấy nó có một cái màu hồng rất là dễ thương á mọi người. Một cái màu hồng nó vừa nổi bật nhưng nó không có quá bị gắt con mắt, vừa đáng yêu ngọt ngào mà lại rất là bánh bèo nữa, đúng là gu của mình luôn nè. Một cái mẹo nho nhỏ khi mà mọi người chơi lắp ghép cái em gấu này á, là mọi người nhớ là mình quan sát mấy cái hình trái tim màu trong suốt á, mọi người có thấy không? Nếu mà mọi người nhìn ra được một cái hình trái tim nó được hoàn thiện thì có nghĩa là mình lắp ghép đúng rồi đó mọi người. Sau một vài tiếng hì hục thì cuối cùng mình đã làm được hai cái chân đầu tiên của em bé Bebrick rồi nè. Cái khoảng thời gian á mà Gen làm hai cái chân của em bé Bebrick này á, nó khá là mất thời gian, bởi vì đây cũng chính là cái lần đầu tiên mà mình chơi bộ Lego, cho nên là khi mình lắp ghép hai cái chân cũng chính là lúc mà mình học chơi Lego luôn á mọi người. Ngày xưa còn nhỏ nhà nghèo làm gì có tiền mà chơi mấy cái bộ này đâu, toàn là đi ra vườn ra ruộng rồi chơi mấy cái ở ngoài trời không à mọi người, bứt cây bứt lá bứt hoa bứt cành mà chơi, chứ làm gì có mấy cái bộ đồ chơi xịn sò như là bây giờ. Bây giờ thì Gen sẽ bắt đầu tiến hành đóng cái thân của em bé Bebrick nha. Lúc này thì trời cũng đã tối rồi cho nên là Gen không có quay nữa. Và đây chính là thành quả của sáng ngày hôm sau, khi mà mình đã dành cả một buổi tối để mình có thể lắp ghép từng cái bộ phận của em bé Bebrick. Nó sẽ có từng cái khung như thế này nè mọi người. Khi mà mình đã lắp sẵn mấy cái khung này rồi á, thì bây giờ mình chỉ việc ghép mấy cái khung này lên trên cái thân của em bé Bebrick thôi, thì như vậy nó sẽ rất là nhanh. Thoạt đầu á, thì Gen thấy chơi cái bộ này nó khá là mất thời gian, nhưng mà khi mà mình dành một cái buổi tối vừa xem phim xong rồi vừa lắp ghép mấy cái này á, thì mình cảm thấy rất là xả stress và rất là thoải mái luôn á mọi người. Bởi vì đã khá là lâu rồi không có cái bộ đồ chơi nào mà làm cho Gen tập trung hăng say ngồi lắp lắp ghép ghép hết cả buổi tối giống như là cái bộ này. Tuy là hơi đau lưng mỏi gối tê tay một xíu, nhưng mà bởi vì mình rất là muốn có được một em bé Bebrick thành quả cuối cùng á, cho nên là mình đã cố gắng rất là nhiều luôn á mọi người. Còn bây giờ là buổi sáng ngày hôm sau, mình chỉ việc lắp ghép các cái bộ phận này vào với nhau thôi là xong rồi. Đây chính là cái bước mà Gen khá là mong chờ, đó chính là mình sẽ lắp ghép hoàn chỉnh cái trái tim màu đỏ ở giữa cái thân của em bé Bebrick. Ở cái bước này thì mình chỉ việc ghép vào và bắt đầu lấy cái búa để gõ sao cho các chi tiết nó gắn chặt lại với nhau thôi. Nhưng mà cũng có một cái lưu ý là mọi người đừng có đóng chặt quá nha. Khi mà mình dùng cây búa mình gõ quá mạnh á, thì nó sẽ làm di chuyển những cái miếng Lego của mình và làm cho cái em gấu Bebrick nó không có được đều. Cho nên là các bạn cứ lấy cây búa và gõ đều đều, gõ nhẹ nhẹ thôi chứ đừng có gõ mạnh quá nha mọi người, không thôi là bể con gấu luôn đó nha.
Tới cái bước này rồi á, thì bây giờ tôi sẽ cho gắn cái đèn led đi kèm với cái bộ này vào trong em bé này nha. Đây chính là một cái sợi dây đèn led và nó đi kèm với những cái viên pin nhỏ nhỏ như thế này. Khi mà hết pin á thì mọi người có thể thay pin mới. Còn bây giờ thì mình sẽ cho cái đèn vào giữa em gấu và để cái phần thay pin và công tắc ở phía bên ngoài nha. Ok la, đã xong cái phần đèn đuốc rồi đó. Cho nên là bây giờ mình sẽ tiếp tục làm tiếp cái phần đầu của em bé Berit này. Do tối hôm qua là mình đã làm hết tất cả những cái khung sẵn rồi, cho nên là sáng ngày hôm nay mình chỉ việc lắp ghép nó lại với nhau thôi. Nhưng mà cũng mất cả một buổi sáng tới trưa luôn đó cả nhà. Cũng một phần là chắc là do mình làm hơi chậm, nhưng mà công nhận là mình làm cái này mình ghiền thiệt luôn á mọi người. Nó cũng giống như là khi mình thêu một cái bức tranh lỡ dở hoặc là đang tô màu số hóa một cái bức tranh lỡ dở đó. Nó làm cho mình phải quyết tâm làm cho bằng được để nhìn thấy được cái thành quả cuối cùng. Và đây, mọi người đã sẵn sàng chưa? Ten 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 ten. Đây chính là thành quả cuối cùng. U là trời, nó dễ thương muốn xỉu luôn nè mọi người. Tới bước này là tôi thở vào nhẹ nhõm bởi vì tôi đã không có lắp sai cái gì hết trơn á. Chứ nếu mà tôi lắp sai, tôi mở rồi tôi lắp lại chắc tôi xỉu tại chỗ luôn đó mọi người. Mình sẽ xoay em gấu một vòng nữa để cho mọi người xem siêu mẫu em bé Berit màu hồng trong ngày hôm nay. Đặt ở phòng khách thì nhìn rất là đáng yêu và rất là sang trọng luôn. Và khi bật đèn thì em nó nhìn đẹp y như một cái đèn ngủ và một cái đèn trung thu vậy đó mọi người. Cho nên là mình nghĩ sắp tới nếu mà mọi người không có chơi đèn trung thu thì mọi người cũng có thể rinh em này về để có thể chơi trung thu nè. Hoặc là bạn nào mà cần một cái đèn ngủ thì mọi người cũng có thể sắm cái em này, cũng rất là đẹp. Em gấu Berit này thì có 3 chế độ đèn luôn nha. Một cái thì chớp nhẹ nhẹ, một cái thì chớp liên tục, còn một cái thì cái đèn nó sẽ đứng yên như thế này. Và đó chính là hành trình mà Zen đã lắp ghép được em bé Berit Lego này đây. Mọi người thấy em bé này có đẹp hay không? Còn tôi là tôi cảm thấy khá là hài lòng sau khi mà mình đã bỏ ra 2 ngày để có thể lắp được em bé này. Nhưng mà để chơi thêm một lần nữa thì chắc phải suy nghĩ nhiều đó mọi người, bởi vì nó quá là mất thời gian. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình rảnh thì mình sẽ chơi cái bộ này để có thêm nhiều em bé gấu để chân trong nhà cho nó đẹp. Ok la, còn bây giờ xem tới đây rồi thì đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn cái chuông bên cạnh để chúng ta gặp nhau vào lần sau nha. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ.